cái lương rồi như một bản hai bản gì đó, trong cái gia kiếp nghiệp kiếp nghiệp gì đó, cũng như hỗ trợ gì ha, như hỗ trợ đó. Xíu ngoại nhân cái nữa là chú đông giống luôn đó. Cái này kêu bằng cái này kêu bằng lão bà thì không ra mà lão bà cái này mỹ nữ thì mỹ nữ này cũng không ra mỹ nữ. Mỹ nữ giả chút. Cái này không anh này là tân thời đi lạc về cờ đỏ. Dạ. Cái này là kêu bằng gì? Tân thời về. Bây giờ mình đặt tên đây này là đặt tên kêu bằng gì ra? Cái này là đêm nay là hội chợ đêm cuối. Đồng hồ này hẹp đi. Đó. Đúng rồi, đúng rồi, đồng hồ hẹp đúng rồi. Bây giờ lấy cây. Dương quá. Dương quá. Bây giờ lấy cây làm cái kiếm. Anh mặc cái này là anh ở nhà chứ đâu có đi dài ngoài lộ ha. Đâu có đi dài lộ được. Ở đây mình vừa hát cái lương mà khi mình sợ người ta cười không? Sợ chết đi lộn tao cười ạ. À. Ở đây mình làm tuồng. Đó là hoặc mình diễn xuất gì đó thì chỉ được. Chứ ra đường mình không dám mặc đồ này. Anh mặc cái áo nhìn thấy cái eo đã chứ thôi. Thấy cũng ha. Nhỏ con vừa ha. Vừa ha. Vừa không nhã. Không có mập mạp. Không bận cái bộ đồ này nhìn ra là giống như trẻ ra gì đó. Giống như trẻ bớt lại rồi. Mà có kem anh sức lượng dễ có mọi người nước trang luôn đó. Trang gái luôn. Giống gái luôn ha. Đúng là tại vì nhìn nó thanh nhã sao đó. Nó thước tha đó. Quá tại tướng anh cũng ốm. Em anh mặc bộ đồ này anh chấm cái chừng anh chừng mấy đấy. Mấy điểm hả? Bộ đồ này giờ chấm cũng như là chấm 8 điểm đi. 8 điểm nha. 8 điểm thì 8 điểm. 8 điểm được. Mà cái phong cảnh anh nhồi lên chút chú nhìn thấy đẹp chứ đâu. Mà thấy cái tướng mừng bỏ những chéo ngoài ngang hay gian bê đê. Hả? Ai tại cái này mà với xem đây hái cho. Hái tặng hay tặng anh Phanh coi. Tặng người mẫu. Tặng anh Phanh coi, tặng anh Phanh coi. Tặng người mẫu. Cái tặng cái bông đó là mới thơ mộng á. Tao đứng lên anh múa chứ sang vòng anh Phanh. Đúng rồi. Anh sang vòng dữ rồi. Tao dán rồi. Múa cả sao ta múa sao ta. Quay tròn á. Quay tròn. Mình chơi cho mẹo cái này. Rồi. quá đẹp quá rồi, quá đẹp không chào ơi, chào đúng rồi, khi mà mình hết mình kết thúc á, mình kết thúc cái mình chào đúng rồi, đó là đúng bài luôn. Vậy đây em. Rồi muốn lại chồng nữa rồi. Muốn chồng nữa hả? Rồi. Không xích xích ra đây nè. Có chuyện đụng vô cái nha. Tặng ra cái có một chàng trai đẹp, có chuyện một chàng trai đẹp. Đó có một chàng trai đẹp tặng nè. Rồi sao thử cái thơm không? Thơm. Con xe này rất thơm. Thơm ha. Mà nó cũng đẹp. Đẹp ha. Nó đẹp đẽ. Cũng như là công viên vậy đó. Tại vì cái chai đẹp mà mới tặng bông thôi, mình múa lại một, mình để gì đó mình múa lại cái nữa rồi. Múa lại cái nữa rồi. Cầm bông múa luôn chứ. Cầm bông mày múa đẹp rồi. Cầm bông cũng được. Giúp giò. Chào kết thúc. Mới vô kết thúc rồi. Qua hậu. Qua hậu. Tướng người mẫu. Tướng người mẫu. Đúng rồi. Nhúng nhảy nè. Trời ơi, cái tướng tướng sinh rượu với người mẫu. Tướng sinh rượu. Cái này tướng sinh rượu. Tướng này tướng sinh rượu. Cái tướng này đâu phải tướng người mẫu, tướng xin rượu. Bị xin rượu. Đi nè. Trời ơi. Cái này đi dầm trời dầm đất. Ôi đụng. Về lại. Đây nè. Bây giờ người mẫu vô chỉ người mẫu. Đúng rồi. Nhảy cái đèo ngầu vô. Nhảy quá ha. Cắt cái tùng này muốn lăn này nè. Này muốn lăn. Cái kiểu này muốn lăn. Này muốn lăn nè. Quay quắn này nè. Cắt tùng cắt.
cắt tùng, cắt tùng muốn lăn à, quá trời lăn này múa. Lăn này quá trời múa. Trời ơi con lăn này múa quá trời múa rồi. Chú nhớ chị Hiền quá, chú làm múa cho đỡ buồn hả? Ờ nhớ Hiền thì múa cho đỡ buồn. Cái này cũng như mình xả chết cho mình quên nhớ vợ đỡ ha. Ờ cũng được, cái này cũng hay. Diễn tập mình bớt nhớ vợ hay không? Diễn tập mình bớt nhớ vợ. À đúng rồi. Cái này cũng phải nhớ vợ quá diễn tập đó. Thôi mà mệt lại đi ngồi đi nha. Đi mệt đi. Ngồi mà chéo quẩy lại chống nãy rồi. Nước quá. Đó. Tiến chào cô chú ơi, chân Tiến kết thúc video đây nha. Giờ chạy mưa ca bóng nào ta? Mưa bụi đi. Mưa bụi. Biết không? Mưa bụi không có thuộc lòng, còn chiến tranh an ninh thì thuộc lòng. Được, chiến tranh an ninh cũ rồi. Cũ rồi đấy ha. Cái bài bây giờ anh hát cái dòng cổ đi. Dòng cổ hả? Ca cổ đi. Tưởng tượng như là vợ đang nuôi con cho con nghỉ đó. Rồi ca cổ rồi ca bản chín nhớ mùi thương đi. Chín nhớ mùi thương. Rồi mới đó. Mới đó. Cho tiếng một la được chia sẻ của chú anh chị em ơi. Dạ, giờ ca chưa? Vô. Rồi, vô đi, vô. Sông vua chính cái nằm kề thương em từ thơ mẹ về nhớ chồng đôi má em hồng hàm gắn em chân chỉ làm anh ngơ ngẩn chính nhớ mùi thương một thương tóc gió mơ màng hai thương lời nói dịu dàng có duyên ước gì anh cưới được người vợ hiền anh cất nhà vàng anh lót đàn bằng nhung gấm mơ tuấn ơi chọc ghẹo em làm chi tội nghiệp đấy em về khéo chưa chiều tối mà cha mẹ buồn lòng bao em còn nhỏ mà sao học thôi bởi bồng ngã đường len xéo lết xiên đi ngang về tắt sớm ghiền mía mai nhà em đó nhà anh đây cách xa một vườn chờ anh tìm tới thăm em ngôi vắng nhà em có vườn hoa tươi nó xào đầy có cây lúa xanh tươi màu gánh lúa gì đồng sáng qua cầu nhỏ gặp gần anh qua đó được chưa qua được anh cũng dừng chân chờ em theo tới anh hỏi thăm đôi lời em thương anh nào có cái chuyện giàu nghèo anh qua nhà em trả công 3 tháng giờ đinh trở lại dưới quê xưa trở lại dưới ruộng đồng qua bơm xe nắng chưa chiều nắng hạn mùa mưa em về anh về em chẳng cho về nắm tay anh lại xin thề một câu thời gian ai phụ lòng ai như cao khô nổ như chào khô dây thương em trong trắng tâm hồn ê ăn nết ở trong người khéo khôn về nhà chính nhớ mùi thương
đường sao ra cứa em không thương tình. Thương ai em nhớ giữ gìn, em đâu bao giờ dám phụ tình anh. Ai đòn cha mẹ em nghèo, chỉ trong tình nhân nghĩa cho bác tiền chẳng ham. Nhờ thầy coi tháng tốt ngày lành, thưa cùng cha mẹ chúng mình đẹp đời. Xin chào mọi người, khán giả cũng kết thúc video mọi người đem đăng những video tiếp theo cho mọi người cùng xem ha. Mọi người nhớ đăng xin like và chia sẻ ha. Rồi quay cũng xin kết thúc video tại đây. Chào anh Thanh nha. Rồi. Bye bye anh Thanh. Bye bye. Chào em. Cảm ơn. Đi vui vẻ tiếng Anh. Vui vẻ. Với anh em. Tiếng quay ra phong cảnh cho cô chú anh chị em nha. Thì tiếng quay phong cảnh miền quê cho cô chú anh chị em xem bờ cây chuối. Ở đây là hai ông thằng. Cái gì vậy? Nồi cơm điện nữa nè. Nó sợ mất nồi cơm điện nha chú ơi. Mấy rồi. Điện quá à? Đó. Của thằng Bình Thiện nó cũng có nồi cơm điện. Thì đi xa cái này nó im tay nó khỏe. Đây nè, vậy.